Xin chào bà con, chào các bạn đã quay lại với kênh Trại Giống Hồng Phước. Nói tiếp cái chuyện hôm qua tôi có chia sẻ cho bà con về cách ấp trứng dế bà con. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp cho bà con về cái quá trình mà chăm sóc con dế con trong cái mùa đông lạnh đó bà con. Ở miền Nam tôi thì nó lạnh thì hiện tại thì nhiệt độ, để tôi coi nhiệt độ, nhiệt nhiệt kế nó điểm là 25 độ, 26 độ hay bà con, 26 độ. Thì nhiệt độ ở trại tôi thì 26 độ đó. Thì vì vậy á, thì cái quá trình mình chăm sóc dế con thì mình cần phải cung cấp cái lượng nhiệt cho con dế nó, để nó đảm bảo cho con dế nó phát triển hay bà con. Thì cái này là tôi chia sẻ thực tế cái việc mà tôi chăm sóc con dế con vào cái mùa đông lạnh nha bà con. Thì đây, như bà con thấy là đây là cái bóng điện 60W, là cái bóng sợi đốt nha bà con. Thì để sưởi cho cái con dế nó có cái đủ cái nhiệt độ đó. Thì bà con đây, bà con xem, thì con dế con nó lên ăn rất là đều ha bà con. Đó, nó lên ăn rất là đều và cái nó đảm bảo cái lượng nhiệt đó. Để tôi coi con, bà con xem, thì con dế con nó nở rất là đông đó. Để tôi quay đây, nó có phản chiếu đó, con dế con nó nở rất là đông hay bà con, thì nó ăn rất là tốt đó. Thì mới nở được có một ngày à hay bà con đó, cho nên là nó nở chưa có hết đó, cho nên cần phải đậy lại. Thì cũng như bà con biết thì cách ấp trứng dế thì hôm qua tôi có chia sẻ là ấp ở trong cái bao. Thì sau khi con dế nó nở rồi bà con, thì mình sẽ đổ ra, mình trải ra như thế này ha bà con, rồi mình lấy một cái bao khác mình đắp lên đó. Và song song đó là mình lấy cái bóng điện ha bà con, mình xong cái bóng điện thì con dế nó sẽ đảm bảo nó đủ cái lượng nhiệt đó, thì nó phát triển, để cho nó phát triển đó, nó phát triển tốt. Cái quá trình cung cấp nhiệt rất là quan trọng ha bà con. Vì con dế thì nếu mà cái nhiệt độ quá lạnh đó bà con, thì nó có khả năng là nó sẽ chết đó bà con. Con dế con nó rất là yếu. Thì để mình phòng trừ thì mình xông cái bóng đèn điện. Thì bà con mà hỏi cái bóng đèn điện, cách cái xông bóng đèn điện khoảng bao nhiêu đó, thì mình cách khoảng một gang tay hả bà con, cách khoảng một gang tay từ từ cái sơ dừa, giá thể sơ dừa lên cái bóng đèn, cách khoảng một gang tay đó. Thì để cho cái ô dế nó đảm bảo đủ cái lượng nhiệt đó. Thì đến khi dế ở giai đoạn khoảng 10 ngày đến 12 ngày tuổi thì bà con có thể và cắt cái bóng điện cũng được nha bà con đó. Để mình xong đến khi mà sáng có ánh nắng rồi thì mình mới ngắt cái bóng điện ha bà con, mình tắt cái bóng điện thì để cho nhiệt độ bình thường là con dế nó phát triển bình thường. Thì nãy giờ mình làm động thì con dế nó chạy xuống rồi ha bà con đó. Rồi ở đây nó cũng khá là nhiều, nó chui vào cái bao này khá là nhiều. Để cho nó nở hết rồi mình xử lý cái sơ dừa sau ha bà con. Thì qua đây cũng chia sẻ cho bà con cách mà mình chăm sóc con dế vào cái mùa đông lạnh ha bà con đó, để mình khỏi có bỡ ngỡ hoặc là mình còn lăn tăn mình suy nghĩ về cái con dế là mùa đông mình có nuôi được hay không. Thì mùa đông thì nuôi vẫn được đó, thì mình chỉ cung cấp cái bóng điện thêm thôi đó. Thì bây giờ cũng cũng 8 giờ rồi, 8 giờ tối thì tôi quay vào ban đêm thì cũng chia sẻ cho bà con về cái cách mà mình chăm sóc con dế con trong cái mùa đông lạnh. Thì mình rất là cần thiết về cái, tôi nói lại ha, rất cần thiết về cái sưởi nhiệt hay bà con. Bà con vẫn có thể sử dụng cái bóng hồng ngoại á bà con. Để tôi cho bà con xem. Tôi vẫn có cái bóng hồng ngoại á. Bà con sử dụng cái bóng hồng ngoại. Đó, nếu mà bà con ở miền Bắc á, sử dụng cái bóng hồng ngoại này rất là tốt. Bóng này có 100W nữa bà con. Hình như là nó có cái loại lớn hơn là 150 hay 200 gì đó, tôi cũng không rành không. Đó. Nhưng mà mình có thể sử dụng cái bóng 100W mình sưởi. Còn ở đây của tôi á,
thì cái lượng nhiệt vào ban đêm thì nó cũng khoảng tầm 25-26 độ thôi. Đó, thì giấc buổi sáng sáng thì nó cũng hơi lạnh hơn khoảng 24-25 độ. Thì mình chỉ cần cái bóng đèn sợi đốt này thôi là đã đủ cái nhiệt cho con dế nó phát triển hay bà con. Đó. Thì qua đây cũng chia sẻ cho bà con để bà con nắm được cái cách mình chăm sóc vào cái con dế vào cái mùa đông hay bà con, để mình khỏi bỡ ngỡ hoặc là mình khỏi lăn tăn để mình suy nghĩ làm thế nào để mình chăm sóc con dế cho nó hợp lý và nó phát triển tốt hay bà con. Mình cung cấp đủ lượng nhiệt thì con dế nó ăn đều, nó lớn và nó phát triển thôi bà con. Đó, chúc bà con được cái may mắn và cái thành công trong quá trình chăn nuôi của mình hay bà con, để mình cùng nhau mình phát triển cái mô hình chăn nuôi cho nó thật là tốt, thật là bền vững nha bà con. Chúc bà con thành công, chào bà con.